Chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một mô hình ngôi nhà theo phong cách hiện đại kết hợp giữa que đèn lưỡi và bìa. Thì để làm công việc này chúng ta cần chuẩn bị một số dụng cụ như sau. Thứ nhất là bìa. Ở đây thì mình có một loại bìa nhựa xốp dày, khá là cứng. Các bạn thấy đây. Tiếp theo đó là bìa mô, tiếp theo đó là que đèn lưỡi. Các bạn có thể mua que này tại các cửa hàng y tế. Cùng với đó là súng bắn keo, keo 52 và dao giấy cùng với bút chì và một giấy bóng kính và thước. Sau đây chúng ta sẽ đi vào thực hiện. Đầu tiên đối với tấm bìa thì các bạn sẽ cắt tấm bìa ra theo một hình dạng bất kỳ. Tấm bìa này thì ta sẽ làm nền ngôi nhà. Các bạn sẽ sử dụng thước để lên phần mặt bằng của ngôi nhà ở đây. Các bạn muốn hình dạng ngôi nhà các bạn như nào thì các bạn có thể vẽ ra. Tiếp theo các bạn sẽ sử dụng bìa. Các bạn sẽ vẽ lại để dựng lên phần tường của ngôi nhà. Ở đây mình có một tấm bìa. Tại tấm bìa to này thì chúng ta sẽ tiến hành dựng phần tường chính của ngôi nhà. Tiếp theo ta sẽ sử dụng phần các thanh này đối với phần mặt bằng. Đánh dấu và cắt. Tại một số vị trí thì ta sẽ tiến hành trổ các thanh này để tạo ra phần cửa ra vào. Ví dụ ở đây thì mình sẽ làm phần cửa chính. Mình sẽ sử dụng keo nến để đánh dấu tạm các vị trí. Như vậy các bạn có thể thấy là mình đã hoàn thành xong phần xương của ngôi nhà. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành công việc đó là ốp phần giả kính lên các phần cửa mà chúng ta vừa cắt. Ở
Này thì mình sẽ sử dụng kéo. Các bạn sẽ cắt các miếng áng chừng vị trí của cửa. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng keo để dính lại như hình. Chúng ta sẽ được những tấm kính. Các bạn có thể thấy, chúng ta sẽ được những tấm kính cho cửa như này. Tiếp theo thì ta sẽ tiến hành cố định các tấm kính cùng với lại các phần mép của và mép của tường để cho tấm bìa này được cứng. Các bạn chú ý các đường mép của chúng ta đi thật chính xác. Như vậy bây giờ chúng ta đổ keo thì sẽ rất tiết kiệm keo bằng việc chúng ta đổ keo ngay lúc đầu. Các bạn đổ keo vào các góc cạnh. Như vậy các bạn đã được thấy phần đổ keo của mình đã hoàn thành ở đây. Phần tiếp theo thì ta sẽ sử dụng que lưỡi. Như các bạn đã thấy thì phần que lưỡi đó là phần gỗ để tận dụng sự kết hợp mà một ngôi nhà như này giữa gỗ và kính, mang lại cho ta một vẻ đẹp khá là hiện đại. Và mình sẽ sử dụng gỗ này để làm một số các bộ phận. Mình sẽ làm gỗ tại phần toàn bộ phần mặt, hai phần tấm mặt sau này. Đầu tiên với que lưỡi thì các bạn sẽ cắt bỏ phần đầu tròn, hai đầu. Sau đó các bạn đo vị trí. Ví dụ mình muốn làm phần ốp phần này, mình sẽ đo vị trí này. À, thế này cắt đôi. Để chẻ đôi que lưỡi cực kỳ dễ. Sau đó các bạn ghép chồng lên, chồng chéo lên như thế. Các bạn đặt chéo lên. Sau khi đặt chéo lên thì các bạn sẽ đổ keo. Tự như vậy đối với cái tấm tiếp theo. Vậy các bạn thấy mình sẽ được một kiểu bề dày của tường. Nó sẽ ốp lên như hình ở đây. Khá đẹp. Mình sẽ thêm một số que nữa để phủ hết phần này.
Vậy các bạn có thể thấy ta đã được một góc viền như hình. Tiếp theo thì các bạn lưu ý một chút. Khi chúng ta dính như này thì các phần bên cạnh chúng ta sẽ bị lộ các đường viền. Vì vậy các bạn sẽ sử dụng que cắt nhỏ để chúng ta che những đường viền này đi, sẽ giúp cho ngôi nhà chúng ta được thẩm mỹ hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến phần mái. Đối với phần mái thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì với các que đèn lưỡi chúng ta sẽ cắt chéo góc để làm sao chúng ta có thể ghép được thành một góc vuông như hình. Sau khi gắn được góc vuông thì chúng ta sẽ sử dụng cái góc này để gắn lên phần mái của nhà. Các bạn có thể thấy. Và phần mái này chúng ta sẽ gắn một keo lến. Thế thì mình sẽ đi thực hiện. Hãy sử dụng keo lến. Vậy như khi gắn sau chúng ta sẽ được như hình. Tiếp theo về phần mái này thì các bạn sẽ sử dụng một số que để lưỡi để chúng ta sẽ làm phần đè lên. Sau đó thì các bạn sẽ dính đè với nhau và chúng ta sẽ cắt bắt đầu được hai tấm. Nó sẽ đặt lên phần mái. Các bạn nhìn thấy ở đây thì sử dụng keo lến. Đối với gỗ thì keo lến dính khá chắc. Các bạn giữ để chờ cho keo khô. Vậy các bạn có thể thấy về cơ bản ngôi nhà của mình đã hoàn thành. Các bạn có thể thêm đèn led hoặc các dụng khác để giúp cho ngôi nhà lên đẹp hơn.